bị fan chỉnh ảnh quá đà nhan sắc hồ văn cường lạ lẫm suýt không nhận ra người hâm mộ hồ văn cường cũng không khỏi hoang mang khi suýt không nhận ra thần tượng hồ văn cường hẳn là cái tên đã không còn quá xa lạ trong làng nhạc việt bước ra từ một cuộc thi âm nhạc dưới sự dìu dắt của danh ca ngọc sơn hồ văn cường ngày càng chứng minh cho người hâm mộ thấy được sự trưởng thành và phát triển ngay trong giọng hát lẫn khả năng trình diễn trên sân khấu của mình với gương mặt hiền lành và tính cách thân thiện Hồ Văn Cường đã nhận được sự nhiều quan tâm, yêu mến từ khán giả gần xa. Hồ Văn Cường là một trong những ca sĩ trẻ tài năng. Mới đây, một người hâm mộ của Hồ Văn Cường đã đăng tài khoản khắc chụp nam ca sĩ vào FC khu vực miền Nam với dòng trạng thái kèm theo, kính chúc FC Hồ Văn Cường năm cũ bước qua năm mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình, người thân. Chúc mừng năm mới 2023. Đáng chú ý chính là hình ảnh nam ca sĩ gốc tiền giang bị ứng dụng làm đẹp chỉnh quá đà, nhan sắc có phần lạ lẫm suýt không nhận ra. Gương mặt lạ lẫm của Hồ Văn Cường khiến fan suýt không nhận ra. Trong ảnh, gương mặt Hồ Văn Cường vốn đã nhỏ gọn hài hòa lại bị chỉnh, quá tay, trở nên càng nhỏ để lộ cái cằm nhọn hoác. Đôi mắt nam ca sĩ tuy nhỏ nhưng vẫn có thần thái bỗng chốc trở nên to tròn vô hồn cùng chiếc mũi cao chót vót khiến ai nấy nhìn thấy cũng phải bất ngờ. Đặc biệt nhất chính là cặp chân mày được ứng dụng làm đẹp vẽ thành đôi, đoàn đao, khiến người hâm mộ Hồ Văn Cường nhìn thấy vừa thương vừa buồn cười trước tình huống, khó đỡ, này buồn cười là vậy nhưng cộng đồng người hâm mộ Hồ Văn Cường vẫn tự động, gạt bỏ, bức ảnh chỉnh, lố tay, này đi. Dưới bài đăng, FC khu vực miền Nam Hồ Văn Cường cũng không quên để lại lời chúc tốt đẹp đến nhau và đến nam ca sĩ. Nhiều netizen còn để lại sự hâm mộ và lời chúc tốt đẹp nhất vào năm mới đến với Hồ Văn Cường. Vạn sự như ý, sang năm mới thịnh vượng. Chúc tất cả mọi người nhiều niềm vui. Chúc cho con bước sang năm mới di đời luôn khỏe mạnh tràn ngập niềm vui trong cuộc sống. Chúc con yêu thật nhiều sức khỏe. Chúc cậu út gò công mâm mới mạnh khỏe thằng công học giỏi. Nhé, chúc con Hồ Văn Cường năm mới luôn mạnh khỏe bình an và thành công trong sự nghiệp ca hát và học tập. Hồ Văn Cường, luật sắc, ngoạn mục, điển trai hút hồn khiến danh ca Ngọc Sơn tự hào. Có thể nói, qua bàn tay, nhào nặn của danh ca Ngọc Sơn, Hồ Văn Cường đã thay đổi đáng kể. Thời điểm cuối năm, danh ca Ngọc Sơn vẫn bận rộn với hàng loạt vai trò khác nhau. Từ làm ban giám khảo của các cuộc thi nhan sắc, làm giám khảo các chương trình truyền hình, game show lớn, đồng thời anh vẫn miệt mài chạy sâu, gặp gỡ khán giả ở khắp mọi miền đất nước, làm thiện nguyện giúp đỡ nhiều mảnh đời bất hạnh. Dù bận rộn là vậy, sắp tới đây Ngọc Sơn cùng Hồ Văn Cường sẽ có một buổi hẹn đặc biệt với khán giả và người hâm mộ Hà Nội bằng đêm live show mang tên Tình Phụ Tử. Danh ca Ngọc Sơn và Hồ Văn Cường. Mới đây, Hồ Văn Cường một mình đến nhà thầy Ngọc Sơn để tập luyện bài hát mới mang tên Thương Người Nông Dân do chính Ngọc Sơn sáng tác. Để Hồ Văn Cường có thể hát tốt nhất ca khúc mới của mình, Ngọc Sơn đã tự tay đánh đàn cho học trò, hướng dẫn cách luyến láy, phát âm tròn vành rõ chữ giúp Hồ Văn Cường cảm nhận được ảnh làng quê bình dị, thân thương, đẹp đẽ, người nông dân hiền lành chất phát thật thà thông qua những ca từ, giai điệu thiết tha. Ở Hồ Văn Cường, Ngọc Sơn đã thực hiện một hành trình thay đổi ngoạn mục cho học trò, tạo ra một phiên bản Hồ Văn Cường hoàn hảo hơn bao giờ hết. Ngọc Sơn dạy Hồ Văn Cường không chỉ từ những điều nhỏ nhặt nhất như cách hát, cách tương tác với khán giả trên sân khấu mà còn chỉ dạy về cả cách sống, đối xử tràn hòa với mọi người. Hồ Văn Cường gây chú ý với sắc vóc điển trai, nam tính. Ngọc Sơn luôn tự hào, hạnh phúc khi các con em học trò đến với mình đều do duyên trời sắp đặt. Là học trò của Ngọc Sơn thì bất kỳ ai cũng đều ngoan ngoãn lễ phép, hiếu thảo, tôn sư trọng đạo, đối nhân xử thế đúng những điều Ngọc Sơn chỉ dạy từ trước đến nay. Ngọc Sơn rất hãnh diện khi tất cả học trò cả trong và ngoài nước đều là những người thành công trong xã hội có được chỗ đứng vững chắc dù ở bất kỳ lĩnh vực nào trong cuộc sống. Nói riêng về Hồ Văn Cường, Ngọc Sơn nhận xét, Hồ Văn Cường sở hữu chất giọng độc đáo, lúc nhỏ thì thánh thoát lên 8 tầng mây, hiện tại thì trầm ấm, mang âm sắc đẹp, lạ, truyền cảm. Điều quan trọng của người nghệ sĩ chính là tố chất lạ đó. Bởi mỗi người ai cũng là một bông hoa khoe sắc, tỏa hương thơm trên con đường nghệ thuật nhưng những bông hoa lạ luôn mang lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả. Đặc biệt là Hồ Văn Cường tư chất thông minh, tiếp thu nhanh và tiến bộ chóng mặt sau một thời gian được Ngọc Sơn hướng dẫn. Cũng bởi vậy, Ngọc Sơn kỳ vọng và tin rằng Hồ Văn Cường sẽ tiến xa hơn trong tương lai. Ngọc Sơn tin rằng, khi gặp lại Hồ Văn Cường trong live show sắp tới, khán giả thủ đô sẽ phải bất ngờ bởi những thay đổi ngoạn mục của cậu bé dân ca ngày nào. Anh bận mí, trong tình phụ tử, Hồ Văn Cường sẽ xuất hiện 4 lần trên sân khấu và thay đổi nhiều trang phục đẹp nổi bật nhất. Được biết, đã hơn 2 năm Hồ Văn Cường chưa biểu diễn tại Hà Nội nên với lần trở lại này Quán quân Việt Nam Idol nhí 2016 không khỏi hồi hộp và mong chờ. Cũng giống như Ngọc Sơn, Hồ Văn Cường có ấn tượng sâu đậm và rất yêu mến con người cũng như nét đẹp cổ kính của thủ đô Hà Nội. Cả hai thầy trò đều mong muốn mang lại những màn trình diễn tốt nhất, cảm xúc nhất dành cho khán giả thân yêu. Bị fan chỉnh ảnh quá đà, nhan sắc Hồ Văn Cường lạ lẫm suýt không nhận ra. Người hâm mộ Hồ Văn Cường cũng không khỏi hoang mang khi suýt không nhận ra thần tượng hồ văn cường hẳn là cái tên đã không còn quá xa lạ trong làng nhạc việt bước ra từ một cuộc thi âm nhạc dưới sự dìu dắt của danh ca ngọc sơn hồ văn cường ngày càng chứng minh cho người hâm mộ thấy được sự trưởng thành và phát triển ngay trong giọng hát lẫn khả năng trình diễn trên sân khấu của mình với gương mặt hiền lành và tính cách thân thiện hồ văn cường đã nhận được sự nhiều quan tâm yêu mến từ khán giả gần xa hồ văn cường là một trong những ca sĩ trẻ tài năng mới đây một người hâm mộ của Hồ Văn Cường đã đăng tài khoảnh khắc chụp nam ca sĩ vào FC khu vực miền Nam với dòng trạng thái kèm theo, kính chúc FC Hồ Văn Cường năm cũ bước qua năm mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình, người thân. Chúc mừng năm mới 2023. Đáng chú ý chính là hình ảnh nam ca sĩ gốc tiền giang bị ứng dụng làm đẹp chỉnh quá đà, nhan sắc có phần lạ lẫm suýt không nhận ra. Gương mặt lạ lẫm của Hồ Văn Cường khiến fan suýt không nhận ra. Trong ảnh, gương mặt Hồ Văn Cường vốn đã nhỏ gọn hài hòa lại bị chỉnh, quá tay, trở nên càng nhỏ để lộ cái cằm nhọn hoác. Đôi mắt nam ca sĩ tuy nhỏ nhưng vẫn có thần thái bỗng chốc trở nên to tròn vô hồn cùng chiếc mũi cao chót vót khiến ai nấy nhìn thấy cũng phải bất ngờ. Đặc biệt nhất chính là cặp chân mày được ứng dụng làm đẹp vẽ thành đôi, đoàn đao, khiến người hâm mộ Hồ Văn Cường nhìn thấy vừa thương vừa buồn cười trước tình huống, khó đỡ, này. Buồn cười là vậy nhưng cộng đồng người hâm mộ Hồ Văn Cường vẫn tự động, gạt bỏ, bức ảnh chỉnh, lố tay, này đi, dưới bài đăng, FC khu vực miền Nam Hồ Văn Cường cũng không quên để lại lời chúc tốt đẹp đến nhau và đến nam ca sĩ. Nhiều netizen còn để lại sự hâm mộ và lời chúc tốt đẹp nhất vào năm mới đến với Hồ Văn Cường. Vạn sự như ý, sang năm mới thịnh vượng. Chúc tất cả mọi người nhiều niềm vui. Chúc cho con bước sang năm mới di đờ luôn khỏe mạnh tràn ngập niềm vui trong cuộc sống. Chúc con yêu thật nhiều sức khỏe. Chúc cậu út gò công mâm mới mạnh khỏe thành công học giỏi. Nhé, chúc con Hồ Văn Cường năm mới luôn mạnh khỏe, bình an và thành công trong sự nghiệp ca hát và học tập.